Em nghĩ là có một chuyện anh nên biết. Mẹ vẫn sẽ coi con là con dâu của mẹ. Phụ nữ đâu có vô dụng đâu, phải không mẹ? Trên đời này không có ai vô dụng cả. Nhưng chỉ tiếc luôn luôn tồn tại những kẻ cơ hội. Nếu con có con trai trước thì sao? Thì mẹ sẽ sắp xếp lại gia đình như cũ cho con. Trời ơi, bảo mình có bảo đảm, nhà mình có tứ long công chúa. Nội tôi hay nói, đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng. Nghịch cảnh sinh ra là để chúng ta vượt qua. Chuyện ông bà làm đó thì sau này nè, con cháu sẽ nhận hậu quả đó. Em vẫn đi tìm họ phải không? Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho chuyện bỏ con cái của mình mà đi. Nội đã ép mẹ cưới bà vì nghe lời thầy bói nói là mẹ sẽ sinh được con trai. Nội đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Em không được gọi bà ta là mẹ, bởi vì bà ta không có xứng đáng đâu. Em vẫn đặt lòng tin nơi nội. Đừng có cãi nữa. Chị không muốn là tìm lại được cha mẹ mà lại mất đi anh chị em của mình đâu. Cái gì em cũng có thể từ bỏ cho chị. Nhìn đây là ba mẹ của mình, chị hai à. Tại sao hai con người đó là ba mẹ của tụi con được chứ gì? Con hiểu cái công sinh thành nó lớn ra sao mà. Chưa bao giờ anh sợ như vậy. Món nợ này lớn lắm. Nợ của cha thì con phải trả.